Quỹ ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ cũng vừa sơ kết công tác chỉ đạo điều hành kinh tế xã hội quốc phòng an ninh tháng 11 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2022. Trong tháng 11 và 11 tháng năm 2022, tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện Cờ Đỏ đạt kết quả phấn khởi. Tổ chức thẩm định 3 xã Thới Xuân, Thới Đông và Thành Phú đều đạt 19 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ tăng so với cùng kỳ. Tư vấn giới thiệu việc làm cho 688 lao động, nâng số lao động được giới thiệu lên hơn 8.300 lao động, đạt 168% kế hoạch. Công nhận trường tế học đông hiệp đạt chuẩn quốc gia. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Ông Nguyễn Trường Thọ, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân huyện Cờ Đỏ, yêu cầu từ nay đến Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, các địa phương đơn vị cần tập trung cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng cảnh quan sáng xanh sạch đẹp, chăm lo tốt gia đình chính sách, người có công với nước, đối tượng bảo trợ xã hội kịp thời đầy đủ đúng đối tượng